Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Nó là một phản ứng tự nhiên khi ta cảm thấy nguy hiểm. Nó là bản năng sinh tồn của chúng ta. Nhưng sợ hãi cũng chính là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Nó khiến ta đa nghi, yếu đuối, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Nó khiến ta dựng hàng rào và tạo ra một vùng an toàn bên trong. Nó khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tuyệt vời trong đời. Bởi hầu hết những điều đáng thử, đáng làm và đáng sống đều nằm ngoài vùng an toàn đó. Tất cả mọi người đều có nỗi sợ của mình. Cách chúng ta vượt qua nó mới là điều khác biệt. Bạn sẽ dũng cảm lao vào nó, tấn công nó để trưởng thành hơn, hay sẽ bỏ chạy cam chịu và để nó giới hạn cuộc đời phía trước của bạn? Người dũng cảm chỉ chết một lần, trong khi kẻ hèn nhát chết vạn lần trong một cuộc đời. Sợ hãi thật sự là một rào cản rất lớn, nhưng vượt qua rào cản này lại rất đơn giản. Lần tới, khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi, hãy cố gắng làm chính xác những gì mà bạn sợ phải làm. Hãy buộc bản thân phải tiến về phía nỗi sợ hãi. Khi đó bạn sẽ hiểu được việc bạn đang sợ hãi không quá ghê gớm. Có thể bạn sẽ bị ngã một cú đập mặt đau đớn, nhưng lúc này lòng tự tôn của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ nhìn vào gương và tự hứa sẽ trở lại lợi hại hơn bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó cũng là lý do người ta nói rằng ngay cả khi bạn ngã đập mặt xuống đất, ít nhất bạn vẫn ngã về phía trước. Dần dần bạn sẽ thích nghi được với những thử thách. Chúng dần trở nên bình thường và thoải mái trong mắt bạn. Vùng an toàn mở rộng và bạn có thể chinh phục những vùng vinh quang mới. Hãy nhớ rằng những người bạn ngưỡng mộ, những bậc vĩ nhân soi đường cho chúng ta, họ cũng có nỗi sợ hãi, nhưng họ dùng nó như một công cụ để trưởng thành và phát triển, để phá vỡ lịch sử. Nếu những con người đó bị nỗi sợ hãi lấn áp, thì liệu chúng ta có nền văn minh như ngày nay? Nỗi sợ giúp con người sống sót, nhưng vượt qua nỗi sợ mới giúp con người tiến hóa. Trốn trong hang hay bước ra ngoài khám phá thế giới, lựa chọn là của bạn.